nhìn kiếm tu tàn nhẫn vừa bị mình chà đạp tâm tình lâm túc âm cực kỳ phức tạp ngã cái này bất quá thẩm vấn phá vỡ kịch không thể không đi sao nàng chỉ có thể kiệt lực bày ra nội dung vở kịch bình nguyên yến lăng vốn nên có thân thể hoàn bích hơn nữa âm thầm quyết định đem nguyên nữ chính khổ bức bi kịch tình tiết điểm tất cả đều ngược lại lựa chọn một lần chỉ là không ai nói cho nàng biết vì cái gì trong nguyên văn tình nguyện lấy máu cũng liệu chết không theo hung tàn kiếm tu yến lăng chi yêu nữ dám ám toán sẽ ở bị nàng nhúng chàm về sau biến thành nam đức ưu tú học viên tới cửa cầu cưới cầu phụ trách a à, yến lăng chi yến mổ hiện giờ đã không còn trong sạch vả lại một nam không thể hầu hạ hai nữ đồng tử lâm túc âm động đất đạo hữu ngươi có khỏe không đây là cái gì phong kiến cặn bã nam đức tiên môn a nàng còn có cái hệ thống tự xưng nguyên nguyệt tại lâm túc âm vừa xuyên tới thời điểm. Cũng đã đem kiếm tu trói xong. Chỉ là hệ thống bám vào dây thừng thì thôi, sao thanh âm còn giống kiếm tu như vậy? Trên sách cuối cùng không viết chính là, Yến Lăng trước khi đắc đạo phi thăng, được thế nhân kính xưng một tiếng nguyên nguyệt kiếm tôn. Thoải mái khôi hài vi quần tượng, có cố định nam chính lâu ngày sinh tình. Nhân vật chính Vi Ngọc Ngoại nhu nội cương lâm túc âm ít hung tàn cao công thấp phòng Yến Lăng chi vai phụ. Hợp hoang tông mọi người, còn lại tiên môn cùng tinh quái. Ta lưu tu tiên tư thiết như núi, bối cảnh thiết lập tiếp tục sử dụng một quyển. Chương một Hình thức địa ngục đã khởi động. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chỗ gửi não, các em bé có thể đặt ở đây trước rồi mới đọc. Trong sơn động tối tăm, dây dưa hai bóng người đối lập dị thường rõ ràng. Huyền sắc y bào nam nhân cổ gân xanh bào khởi, cánh tay nhỏ cường kiện hữu lực cơ bắp kéo căng đến chết, nhưng mà thở ra khí tức lại nóng rực vô cùng. Lửa giận trên mặt tuấn nghị của nam nhân gần như ngưng tụ thành thực chất, đáy mắt dục sắc cùng giận giữ mâu thuẫn đồng thời hiện lên, lại bởi vì thân hình bị vây không thể động đậy, chỉ có thể cảm thụ được thân thể mềm mại của nữ tử cuốn quít lại đây. Yêu nữ muốn chết. Yến lăng sau đó hàm răng muốn cắn nát, cố gắng nặng ra bốn chữ, rốt cuộc chịu không nổi dược tính kình võ quanh năm luyện kiếm thân thể chợt căng thẳng, lâm vào dục hải vô biên do đối phương cấu trúc. Lâm túc âm gian nan chống đỡ ngồi dậy, mờ mịt đánh giá bốn phía trong nháy mắt, lập tức sau khi nhìn thấy nam tử mặc trang phục bên cạnh, đồng tử không khỏi kịch liệt trung động. Nam nhân khuôn mặt tuấn lãng trác tuyệt, chính là hai mắt nhắm chặt cũng như thiên thần nghiêm nghị không thể xâm phạm, xanh tím đang xen hai cổ tay bị một cây. Tựa như vật sống màu vàng dây thừng dài gắt gao buộc một đôi chân dài thon dài hữu lực nửa che nửa đậy, trần trụi ở vài mảnh xé nát vạt áo phía dưới, thắt lưng bụng lưu loát cơ bắp đường cong phía trên, cũng là các loại không rõ màu sắc kỳ dị dấu vết. Dùng áo khoác màu đen thượng thừa, lát nữa còn bị quần áo không chỉnh tề của mình lót ở dưới người. Trước mắt đối phương may mắn sống sót màu đen tơ tầm trung y, cũng giống như là bị móng vuốt mèo cào qua, dĩ nhiên nghiền nát không chịu nổi không cách nào lại mặt. Lâm túc âm hít sâu một hơi, vội vàng đi thăm dò khí tức của nam nhân. Cũng may. Không có tai nạn chết người. Xem ra chỉ là hao tổn quá độ rơi vào hôn mê. Sau đó nàng lại cẩn thận đi cởi dây thừng dài trên cổ tay đối phương, sau đó liền cố hết sức khống chế chính mình cẩn thận di chuyển, cuối cùng chậm rãi đứng vững trên mặt đất. Nam nhân hai mắt nhắm chặt, mi phong đẹp mắt hôn mê, cũng là vẻ phẫn quốc siết chặt. A-di-đà-phật Nàng vẽ mặt không đành lòng lộ ra vẻ ấy nấy, sau đó tầm mắt quét đến bảo kiếm bên cạnh sau đó, không chút hoài nghi đối phương tỉnh lại chuyện đầu tiên, nhất định sẽ đem chính mình đâm thủng. Lâm Túc âm tùy ý chọn một lối rẽ, lại nhìn xa xa một đôi đỏ tươi thú đồng, lại lặng lẽ lui về nguyên điểm. Thanh y nữ tử có chút phát điên, nàng hoàn toàn không hiểu bây giờ là cái gì tình huống. Nguy cơ khó hiểu trong lòng nói cho nàng biết, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này bằng không chờ người trước mặt này tỉnh lại, nàng tuyệt đối sẽ khó giữ được mạng nhỏ. Lâm túc âm điên cuồng chuyển động đại não, bắt đầu tìm kiếm trên người có vô năng dùng vật phẩm, vạn hành nạn bên hông túi mặc dù nhìn cũ nát, nhưng bên trong đồ tốt còn không ít. Lâm túc âm lật lật thì có chút thần du thiên ngoại, bởi vì nàng phát hiện cái túi chân thật dung lượng, tự hồ nhìn cũng không cùng bề ngoại của nó tương xứng. Hơn nữa bên trong vật phẩm cùng phục sức, đây có thể là ở thế kỷ 21 hợp lý xuất hiện đồ chơi sao? Dường như bây giờ cô mới bình tĩnh lại, nhìn người đàn ông Tuấn Mỹ hôn mê rơi vào trầm tư. Vốn tưởng rằng mình vào nhầm phim trường, tóc giả và mũ trùm đầu của người anh em kia nhìn quả thực không chê vào đâu được. Sau đó đi lạc đường lại gặp phải một đống nhìn không ra nguyên hình giả thú, lại nhìn cái này tuy rằng cũ nát nhưng bên trong có càng không túi, lâm túc âm mới triệt để phản ứng lại. Nàng xuyên qua đây là thế giới tu tiên. Vẫn là hiện trường vụ án vừa mới chà đạp người ta không biết bao nhiêu lần. Nhìn xem này đại huynh đệ vẽ bề ngoài nhân tài, rắn chắc thân thể cao lớn dáng người, còn có này trương thiên nhiên quan ra tiểu thịt tươi 18 con phố tuấn diện. Cứ như vậy bị nàng cho a à? Lâm túc âm nhìn nam nhân trên người, không quá khoa trương nhưng ẩn hàm sức bật cơ bắp, thầm nghĩ đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết. Mặc quần áo có vẻ gầy, cởi quần áo có thịt bất quá hiện tại không phải là lúc suy nghĩ có gầy hay không thịt không thịt nàng không chút do dự tin tưởng vững chắc nếu như không nhanh lên chạy trốn người này tỉnh lại nhìn thấy hành hung đầu sỏ gây nên nhất định sẽ tại chỗ bạo khởi trực tiếp vặn gãy cổ của nàng dù sao nhìn hiện trường này trước mắt hỗn độn còn có đối phương trước khi mất đi ý thức tứ chi cùng thần thái thấy thế nào cũng không giống như là ngươi tình ta nguyện thuận theo tự nhiên dáng vẻ a à lâm Túc âm ở một bên cẩn thận tránh phát ra bất cứ động tĩnh gì, một bên kiên nhẫn tìm kiếm túi trữ vật. Dầu lửa. Không được, như vậy nàng sẽ cùng tên này, còn có một đống yêu thú đều nướng chín. Bất quá ngược lại có thể mang theo cây đuốc chiếu sáng một chút, nàng hạ quyết tâm liền đem đồ đặt đặt ở bên cạnh dự bị. Rồi sau đó tiếp tục móc túi, còn có một đống tảng đá nhìn không ra tác dụng, mặc kệ tiếp tục lật. Quần áo trang sức tất cả đều mặc kệ trước hết thảy chờ nàng chạy thoát trước rồi mới suy nghĩ. Một thanh chủy thủ có khắc hai chữ xương gián ở chui đao. Tạm thời không có cách nào dùng, biên giới cũng có vài lỗ thủng. Còn có một đống bình lọ, lâm túc âm liếc mắt nhìn qua, vạn hạnh tuy rằng phần lớn là chữ phồn thể, cô ngay cả mơ màng cũng có thể nhận ra đại khái. Chính là tên có chút làm cho người ta một đầu sương mù, cái gì phương hồn tán, nữ nhi hương, trong mộng kiều nàng nhanh chóng xẹt qua những bình ngọc nhỏ hoa lý hồ tiêu này, cuối cùng lực chú ý rơi vào một bình sứ tướng mạo xấu xí. Bảy ngày ngủ. Chẳng lẽ là để cho người ta dùng sẽ ngủ một giấc bảy ngày? Lâm túc âm cẩn thận mở bình ra, một cổ mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Nàng lúc này đầu hôn mê nhanh chóng đem bình đậy lại, sau đó lại đem làng váy vốn đã vỡ nát xé xuống một mảnh, lại đem miệng mũi bịt chỉ có thể gian nan hít thở không khí. Lâm túc âm hòa hoãn một hồi lâu, mới đem cảm giác mê muội kia hòa hoãn lại. Giỏi lắm. Cái gì mà phần tử mau đài nhị qua đầu, so với thứ này quả thực yếu hơn nhiều. Chỉ là rượu rất thưa thớt, nàng phải nghĩ biện pháp pha nhiều một chút, ít nhất có thể chống đỡ đến chính mình triệt để đi ra cái sơn động này. Lâm túc âm cẩn thận đem cái túi nhanh chóng lật một lần, sau đó tìm ra một cái chén gốm sứ. So với nàng hai cái đầu đều lớn, bên trong còn có nửa chén nước nữ tử quần áo rách rưới đem bảy ngày ngủ đổ vào trong bát, nhất thời liền cảm giác nam nhân nằm cách đó không xa kia, tự hồ thần trí càng thêm hôn mê. Xem ra mặc dù pha không ít nước, cũng vẫn không che giấu được tác dụng của thứ này. Nàng lại đem sợi dây dài màu vàng quấn ở trên cánh tay, lại lấy ra chiếc khấu lửa đốt đuốc, cuối cùng cắn răng vòng nửa chén thuốc nước ôm vào trong ngực, bắt đầu hướng một ngã rẽ khác xuất phát. Vừa rồi con đường kia giả thú không ít, hơn nữa không có một chút thiên quan, xem ra là tử lộ. Vậy lần này đổi cái khác. Lâm túc âm trước mắt đối mặt một cái xấu hổ cục diện, tin tức tốt là con đường này tự hồ thật sự thông ra bên ngoài, xa xa ánh sáng đều so trong động thoáng sáng hơn rất nhiều. Tin xấu là giả thú cũng càng nhiều, hơn nữa nhìn mật độ cùng động tĩnh này, tự hồ còn đang cuồn cuộn không ngừng hướng bên trong chen chút. Cô sợ tới mức tay chân lạnh lẽo lui về phía sau vài bước, suy nghĩ một chút vẫn trải chút thuốc lên người đàn ông và bốn phía trong lòng lâm túc âm âm thầm xin lỗi tuy rằng để cho ngươi rơi vào hoàn cảnh này không phải chủ ý của ta trên lý thuyết chính mình cũng là người bị hại thế nhưng nàng cũng không có bản lĩnh pháp bảo lợi hại gì chút nước thuốc này chính là toàn bộ thủ đoạn bảo mệnh cùng lương tâm của nàng nếu có lựa chọn cô đương nhiên không muốn gây ra tai nạn chết người hy vọng anh cũng có thể vận khí tốt một chút vượt qua nguy cơ lần này thanh y nữ tử rắc thuốc nước xong, trước khi đi lại cẩn thận duỗi mũi chân, đem cái áo khoác nhìn không ra nguyên hình kia móc lên người nam nhân. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, ta đã nhân chí nghĩa tẩn, cáo từ. Lâm túc âm xoay người xuất phát hướng ngã rẽ kia, ánh mắt kiên định. Nhưng mà hàm răng lại không khống chế được mà khanh khách run rẩy. Cứu với. Nàng sống đến như vậy đại liên cá cùng gà đều chưa từng giết qua, đối mặt này đám mặt xanh răng nanh còn chảy nước miếng bầy thú, nhìn ánh mắt của nàng giống như đang nhìn một khối, vừa mới nóng xong con thỏ tươi ngon đồng dạng. Lâm túc âm một bên vung đuốc, nước thuốc theo động tác của cô phóng ra ngoài. Chương 02 Tiểu phòng văn là ai tại xuyên A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 Bi kịch ban sơ đầu nguồn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Ngài miếng vá đã đưa tới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Tiết sương gián Tà đã nứt ra. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Rời núi gặp gỡ tật phong lan. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Lan Lan nghĩ có cái tên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Chưởng môn sư tôn cơ không phụ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Hai bên so so ai thảm hại hơn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Luyện hóa dược tính hậu di chứng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.